Năm 2017 này, những dự án phim liên quan đến đề tài thanh xuân vườn trường sẽ tiếp tục gây sóng gió trên màn ảnh Hoa ngữ, và đồng loạt các nữ thần thanh xuân cùng xuất hiện trong các bộ phim ấy sẽ đốn tim khán giả với nét trẻ trung xinh đẹp trong trẻo của mình. Năm nữ thần thanh xuân màn ảnh Hoa ngữ năm 2017. Thứ nhất, Đàm Tùng Vận trong bộ phim Từng cơn sóng vỗ. Từng tạo nên hiện tượng gây sốt trong năm 2016 với bộ phim Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Đàm Tùng Vận sẽ tiếp tục xuất hiện trong mùa hè năm nay trên màn ảnh truyền hình với dòng phim ngôn tình khi đảm nhận vai chính trong dự án Từng cơn sóng vỗ. Vào vai một cô gái xinh đẹp dịu dàng, Đàm Tùng Vận sẽ chinh phục nam thần bơi lội Đường Nhất Bạch và hợp diễn nên câu chuyện tình yêu rất đỗi ngọt ngào đốn tim khán giả trên màn ảnh Hoa ngữ. Thứ hai, Châu Đông Vũ trong bộ phim 10 dặm gió xuân không bằng em. Được xem là một trong những viên ngọc quý về tài năng và thực lực trên màn ảnh Hoa ngữ, Châu Đông Vũ sẽ đưa khán giả quay trở về thời thanh xuân đầy trong sáng trong bộ phim 10 dặm gió xuân không bằng em. Bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết Bắc Kinh Bắc Kinh, viết về mối tình nhiều cung bậc giữa Mễ Kha do Châu Đông Vũ thủ vai và Hình Khắc Lũy do Trương Nhất Sơn thủ vai. Điều khiến khán giả khắc khoải nhất chính là trong suốt những năm tháng thanh xuân của mình, cả hai luôn trăn trở đi tìm lời giải đáp cho tình yêu. Với diễn xuất chắc tay, gương mặt trẻ trung, Châu Đông Vũ hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt trên truyền hình khi cùng viết nên chuyện tình ngọt ngào của con người Bắc Kinh. Thứ ba, Trần Đô Linh trong bộ phim Cầu Hôn Tác Chiến. Trần Đô Linh là cái tên vô cùng nổi tiếng với vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng. Sau tay trái, cô nàng sẽ tái ngộ màn ảnh nhỏ cùng với thành viên EXO Lay trong dự án phim Cầu Hôn Đại Tác Chiến. Cả hai sẽ cùng viết nên câu chuyện tình yêu trong sáng của tuổi học trò khi vào vai đôi bạn thân tuổi nhỏ. Chàng trai năm ấy yêu thầm cô bạn của mình nhưng lại không dám ngỏ lời. Đến ngày được mời dự đám cưới của nàng thì anh mới có cơ hội thứ hai để thú nhận tình yêu, nhưng có lẽ mọi chuyện đã muộn màng. Hầu như mọi khán giả đều không thể rời mắt khỏi vẻ đẹp thuần khiết trong sáng của Trần Đô Linh, đặc biệt khi cô nàng khoác lên bộ đồng phục học sinh trong những hình ảnh được nhà sản xuất phim tiết lộ. Thứ tư, Trịnh Sảng trong bộ phim Hạ Chí Chưa Tới. Sau thành công vang dội khi vào vai Bối Vivi của Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Trịnh Sảng tiếp tục khiến dân tình ngóng đợi dự án phim ngôn tình chuyển thể về đề tài thanh xuân vườn trường Hạ Chí Chưa Tới. Trong phim này, cô sẽ cùng sánh đôi bên Trần Học Đông và viết nên câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn trên màn ảnh. Cô nàng lập hạ đáng yêu trong những năm tháng học trò tươi đẹp cùng mối tình đầu hết sức ngọt ngào với Phó Tiểu Tư do Trần Học Đông thủ vai. Thiên tài hội họa sẽ cùng nhau đi qua những ngây ngô vụng dại của thuở mới yêu đến khi trưởng thành, gặp nhiều biến cố trong cuộc sống. Thứ năm, Lý Thấm trong bộ phim Thượng Hải Phồn Hoa. Lý Thấm của năm 2017 sẽ là một cô nàng bùng nổ với 6 dự án phim truyền hình có cô tham gia đồng loạt cùng ra mắt. Và trong số đó, Thượng Hải Phồn Hoa nhận được sự quan tâm chú ý của khán giả nhất khi xoay quanh câu chuyện mang hơi thở thanh xuân và tình yêu đầy dằn vặt. Lý Thấm sẽ vào vai cô phóng viên Đỗ Hiểu Tô, chịu nhiều tổn thương nặng nề sau sự ra đi của người yêu, một bác sĩ tài năng. Để quên đi nỗi đau này, cô phải lao vào công việc đến mức kiệt quệ phải nhập viện. Chính Lôi Vũ Tranh do Đậu Kiêu thủ vai là người chứng kiến tất cả và anh đã lặng lẽ ở bên cạnh giúp đỡ cô. Cũng từ đây mối quan hệ mới với nhiều cung bậc cảm xúc bất ngờ được mở ra. Được chuyển thể từ tiểu thuyết của tác giả Phỉ Nhã Tư Tôn cùng với dàn diễn viên trai xinh gái đẹp, diễn xuất đầy nội lực nên chắc chắn khán giả sẽ vô cùng mong chờ ngày bộ phim này được phát sóng.